Nhà chú Quyền ấy, sáng nay cũng sốt xong cũng bỏ ăn, lúc cháu xuống là nó vẫn đang sốt. Nhưng mà thường ấy là buổi sáng nó sốt thì nó kém ăn, buổi chiều nó tự dưng lại tỉnh lại đúng không? Nhưng mấy hôm nay thì chú cảm thấy lượng cám nó giảm đến mức độ như nào rồi? Bình thường nó đang ăn mấy hôm nọ đang ăn bao nhiêu bao? Còn giảm hơn bao rồi, Giảm hơn bao rồi thì. Ừ, ba hôm nay là bắt đầu là giảm gần 3 bao. Nó có đi ở không ạ? Thỉnh thoảng có con. Thỉnh thoảng có con đi ở? Ừ, và hai hôm nay từ qua bắt đầu hôm nay thấy thì có một hai con đi thấy đi ở. Đi ở phân đen hay phân gì ạ? Phân vừa đen vừa hơi vàng. Thế sợ nhà chú sợ lại ghép hai chủng rồi, nhà chú Quyền thì một chủng. Vừa đen vừa hôm nay nhìn thấy phân đen hôm nhìn phân hơi vàng không? Nhà chú đang tiêm cái gì rồi đấy? Tiêm Long Bách với lại thuốc Oxila. Lanh Sập Bách ạ? Long Tư Bách. Đây như con này là bao nhiêu ngày nay không kém ăn rồi. Con đấy là gọi là bắt đầu 2 năm nay là ăn kém, con bụng hóp hóp đấy là bị. Thế là chuồng chú là 90 con, còn chuồng nhà chú ấy là 100 con à? Ừ, ngoài kia 100 con. Hôm trước tiêm là con nào ho thì tiêm thôi. Đấy, còn con kia có con hỉa dừng thế, hỉa đen đen. Đây, kìa, đi hỉa kìa. Đấy, bắt đầu từ qua này lác đác có con đấy. Nếu mà đi ở kiểu này là giống đàn dưới nhà anh không, anh Hiếu. Hiếu. Nó ghép hai chủng. Còn nhà chú Quyền thì nó chỉ ho, nó không có một con nào đi ở. Nhưng về cơ bản là nó bị các chú đã khống chế nó bằng kháng sinh ngay nó. Mẹ chú ít lợn chú theo dõi nó dễ, cũng như anh Quyền nó nhiều lợn quá. Đấy. Quyền được 50 con. À anh Hiếu nhiều lợn quá. Hiếu nhiều. Hiếu nhiều lợn quá mà xong bắt đầu còn đi xét nghiệm, lại còn đợi thời gian đi xét nghiệm nữa. Nhưng mà cơ bản nó vẫn nó không có con không giờ đấy. Tiêm khỏi xong sau là tự nhiên lừ xong là đấy cũng hai hôm sau là cũng không ăn hỏng con kia nữa, con kia cũng lừ tiêm hai mũi vào ăn rồi sau là tỉ thần. Bọn giật bụng chú tiêm cái gì? Khỏi cơ bản vẫn là phổi, mổ ra vẫn đen xì phổi ấy. Chết hơn mấy con rồi chú? Một con. Chết một con thì mổ ra là phổi đen xì? Ừ, vẫn toàn phổi đen xì. Nó có bị dính vào sườn không? Chưa dính. Chưa dính vào phổi đen. Nhưng mà phổi nó chắc đúng không? Ừ. Ấn nó chắc không? Ấn phổi gọi là bên ngoài màng, kiểu bên ngoài màng cứng nhận bên ngoài. Đúng rồi. Đấy. Đây như con này vẫn đang sốt hồng. Về buổi sáng là chú thấy lợn uể oải hơn, nằm nhiều hơn, không thích dậy vận động. Khá là nó có làm còn vẫn dậy thì vẫn nói chung là cứ. Nhưng mà nó không đùa nhau, không nghịch nhau như này. Đến buổi chiều nó bắt đầu nó mới lại tỉnh, nó đùa nhau. Sáng nhà cũng có nhưng nó kiểu vẫn còn lác đác vài con. Nên là không nuôi chứ còn nó vẫn có. Bây giờ là những cái con kia làm giạt kia mà đa phần là những cái con làm giạt là những cái con người nó rất là mỏng. Bởi vì những con đấy là những con kém ăn rồi. Rồi. Còn những con ăn được cái bụng nó vẫn dày mình như này mà. Có một số tả cái nhìn 3-4 con là mỗi chuồng 3-4 con là bụng kém hơn. Còn nếu đa số nó vẫn ăn. Nhưng ăn nó ăn kiểu ra không được lo bụng căng như hôm trước. Hôm trước tiêm mà mũi trong đây rồi thôi cho lốt mũi nữa rồi cho xem nó sẽ nào khỏi không. Thế là chú đang tiêm phác đồ như nào? Đấy, thuốc vừa rồi là thuốc kia của bà ấy hết thì lại lấy tiêm cana. Ừ, test Tosila ấy. Đây, cana đây. Đây là pha với thuốc tyrosin. Cana là pha với tyrosin. Ừ. Này là tiêm ho à? Ừ. Được. Thế còn thảo giật thì chú đang tiêm oxy à? Trước là chú nhỏ nhỏ là chú tiêm cái lọ này với đây này. Cứ tiêm này với Long Bách là khỏi hết. Oxy tetraxylin. Đấy. Tức là thảo giật thì chú tiêm cái này oxy tetraxylin này với lại Lanh Sập Bách. Lanh Sập Bách. Đấu vào chung với nhau à? Ừ, không thì mỗi cái một loại thì mũi. Toàn tiêm hoa kiểu đấy thôi thì khỏi. Nhưng mà nếu con nào kiểu mình là nó nhiều kiểu mình không tiêm hết đâu. Đấy, giờ vừa rồi mới tiêm hết loạt. Con kia bắt đầu thở mạnh rồi. Nó cứ hồng hào người lên nhưng không sốt sờ thì cả. Mà chú để ý cái con nào bị là người nó mỏng dính đi kìa, nó còi đi nè. Cháu sẽ dùng phác đồ chung cho cả nhà chú Quyền, nhà chú này, bởi vì lô cùng lô hết. Ừ. Này mai nhá, mai cháu mang thuốc xuống nhá, bây giờ không đủ. À, dạ, đủ. Bây giờ tại vì là không báo trước nên cháu không mang thuốc đi, hôm nay mang thuốc mỗi anh Hiếu thôi. Ừ, thế thì cứ tạm thời sáng mai chú ngắt cám đợi cháu xuống xong là. Rồi. Nếu mà chú trộn thì mai nhà chú có hạ sốt chưa? Hạ sốt bột đấy. Không. Hạ sốt cân này này. À C, được ăn C thôi. Không, phải dùng hạ sốt. Hạ sốt, thì không lấy, nhưng mà ăn C. Thế thôi, cứ tạm thời mai ngắt cám, mai cháu xuống sớm nhá. Ừ. Cháu xuống xong rồi cháu đưa cho cái tờ giấy hướng dẫn không? Chú tiêm theo hướng dẫn cho cháu. Cái gói này là hạ sốt chú nhá. Thì là bây giờ tiêm rồi thì chiều chú trộn cho nó ăn nhá. Chiều trộn ăn, còn đây là thuốc hô hấp này. Thuốc này để tiêm các bệnh về đường hô hấp. Giờ là mình sẽ tiêm cái này. Của chú là mấy lọ nhỉ? 13 tiêm chắc tiêm hết 6-7 lọ rồi đấy.
Cho cái này mang ra để chuồng này tiêm. Chú có mấy cái xi lanh? Cháu có xi lanh à? Cháu không. Ừ, nhưng mà đang không có xi lanh để chú chạy đi mua xi lanh đi. Chú ạ. Ra quầy thuốc tây mua cái xi lanh 12C ấy. Nếu tiêm cái này cháu sợ lâu mà lại rớt thuốc ra ngoài mất để phí. Sáng nay nó sốt hồng rực rồi này. Nhưng mà chú định mượn xi lanh tự động á? Ừ. Xi lanh tự động lợn này của chú không, vẫn phải một cái xi lanh thường và một cái xi lanh tự động thì mới tiêm được. Đang dự tính à không được, phải hai xi lanh thường. Lợn nhà chú bây giờ 30, cứ cho là 25-30 cân. Thì tiêm trung bình là 6C một con ấy. Thế chú ra mua ngơn cái xi lanh 10 ở quầy thuốc tây là được. Hai cái mất 2.000 hay 3.000 thôi mà. Không mượn được đâu, muốn mượn để mang bệnh về. Lấy luôn thì không sao là mua cái khác. Ra thuốc tây ấy, ở đây có quầy thuốc tây không? Có. Trong làng mới này không có quầy thuốc tây à? Ra trạm xá cũng được nhưng mà giờ trưa rồi họ nghỉ chưa chả biết. Ra trạm xá nếu mà không ấy ra trạm xá mua cái hai xi lanh nhựa ấy. Rồi bác ép ở đây cháu tiêm cho. Kim nó hơi nhỏ, bơm hơi lâu. Kim nó nhỏ. Để cháu thay kim nữa. Kim này nhỏ bơm lâu lắm. Kim này lại to quá. Này không bảo cháu trước cháu mang xuống đồ xuống cho. Cháu có đi tiêm bao giờ đâu. Gặp chú Liệu mới phải tiêm hộ chứ bình thường mọi người toàn tự tiêm. Cháu chỉ xuống cháu nhìn bệnh cháu bắt bệnh cho thôi xong mọi người tự tiêm. Đợt này thế nào tự dưng lại lỡ ngớ vớ chú Liệu chú bắt tiêm. Cái kim này thỉnh thoảng mình phải thay đi nó mới ngọt, kim này tiêm nó mới đỡ bị cùn. Ôi giời ơi nó cắn. Mấy con lợn này. Nào cái con này. Nó đã hút thuốc không được, nó cứ cắn vào chân rồi mới điên đi nè cái bọn này. Yêu mến quá không khổ. Tìm cái bọn dấu dấu là cái bọn vất nhất ấy. To hẳn là nó đứng im. Chú à. Cháu Thúy đây chú ơi. Hỏi gì? Cháu hỏi xem là lợn của chú ổn chưa? Lợn. Bây giờ lợn là thỉnh thoảng với cô à. Thỉnh thoảng ho thôi nhưng mà là chú tiêm vaccine chưa? Hôm nay bắt đầu tiêm vaccine á. Ôi giời. Ôi giời. Thế thì phải tiêm ngay vào, không thì nó vẫn chưa hết ho được đâu. Vâng. Lấy tiêm rồi, lấy vừa tiêm về sáng nó lấy rồi. Nào vừa tiêm vaccine này, bây giờ nó được mấy cân, bao nhiêu cân hả chú? Có to vào 70 thôi. Ôi vãi, lớn nhanh thế. Chú có ở chuồng không? Đang ở chuồng đây. Cháu vào cháu ngó lợn tí nhá. Ra đây. Vâng. Chú đang làm gì đấy? Chú đang tiêm vaccine à? Nhìn bọn này mà chú bảo là được 70 cân á. Làm gì được. Thế xong là hôm đấy là có bị hao mất con nào? Con ở... Không, chỉ con đấy con được gì, con khác được thế. Cái con ở góc kia xong lại tỉnh à? Thì sáng giờ còn mấy con nữa. Không mà chú có đánh dấu không mà hôm nay biết là con nào chưa tiêm? À có đánh dấu, đây thì nó còn mấy con đánh dấu. Chú này hôm nay vào cũng mát, hôm nay vào đỡ mùi phân rồi. Không thối như hôm nọ nữa. Hôm trước là mới thì bệnh đấy. Đấy. Thối hơn, còn sau mấy sau nó đầy thì mình cũng vừa rửa nhưng mà vừa tiêm xong nó rửa nó chạy nhưng mà nhìn bọn này dài trước. Vâng, dài rộng phết rồi đấy. Xong hôm chú bảo cháu là có mấy con nó bị thổi vẫn hơi thở giật đấy, xong chú có tiêm lại không? Có tiêm, không tiêm hết con đấy tiêm hết, con quật quạ bé bé đến tận xám thì con kìa, những cái đâu còn bé bé. Kìa con nào nó bị nhìn màu da nó khác ngay. Còn mấy một con mẹ mấy con như ăn thì nó lại cái con này. Chắc làm kín. Nhưng bọn này hơi chật đấy, mùa hè này hơi chật đấy. Ít nữa mà nó to lên là kín chuồng luôn. Không còn chỗ nào để mà nhích luôn. Chắc là bắt kiểu 300 mấy về đó nhỡ về san sẻ cho mình thêm chục con không rất cũng chiếc đạt trước chỉ bắt 80 con thôi mà. Vâng. Đây nó nóng rồi nó chỉ nằm ở đầu dàn mát đấy này. Nó có dịch ra đằng kia đâu. Nó vừa chạy nó cũng đỡ thì nó mới nóng hơn. Vâng. Nhã lịch tiêm được vaccine sớm hơn ấy thì nó sẽ dứt điểm được cái ho sớm hơn. Bởi vì là khi mà bản thân là cái tay xanh này chú hiểu là nó bị ấy. Những cái nhà mà không tiêm vaccine được ngay ấy, là khi mà nó khỏi, chữa nó khỏi rồi. Nhưng mà sau tầm 15 đến 20 ngày thôi là nó lại bị tái lại ngay. Thế nên tại sao cháu mới kê lịch cho bọn chú là khi mà tiêm khỏi nghỉ một vài ngày cái là đưa vaccine vào luôn giúp cháu. Đấy, thế nên là mình lười xong cái việc lọ về kia nó cứ quên. Đây nhìn con này dài rộng nhỉ. Chứ con này 70 cân thì khó nhưng mà 60 cân ăn chắc rồi. Kẻ đã chăn thưa tí thì nhanh lớn hơn. Con này hơi dày. Khoảng 3 ngày nữa mới được con 4 bao cám.
cái bé giờ. Bây giờ là đang ăn mấy bao? Đấy giờ được hết, chưa hết 4 bao, còn kia gọi còn 3 4 buổi nữa hết. Cháu vừa xuống chỗ anh Hiếu bảo là bán đi được rồi, to rồi mà nó đang được giá ấy. Thì nó ốm nó khỏi rồi là giải quyết được rồi. Vâng. Cứ là 7 80 bóc là chắc là được, có to nhà Hiếu chắc là được. Hơn tạ rồi, có con ông nó bảo thế, bảo hôm qua hôm kia có con lòi rom chán chả buồn buộc nữa nên bỏ ra cân được hơn tạ rồi đấy. Tạ tạ hơi gì? Còn những con to bây giờ phải 81 tạ 2 rồi. 7 80 bóc là được rồi. 80 thì 89 72 mình nói nhau thế trên 7 triệu rồi là được. So. Tại vì cái đàn đấy là mình chữa là mình không tiêm được vaccine nên là cháu không dám để lâu. Để lâu sợ là quật lại ra một phát là lại mệt. Nhà chú Quyền chú có ra không? Chú Quyền có hỏi thăm không? Bọn nó không, nhưng đợt hai mấy hôm trước nó hỏi là bọn nó xong nó tiêm ngay. Quyền xong mấy hôm nó tiêm luôn. Thế sau đến bọn dần mới tiêm, Yến mới tiêm. Anh Hiếu bảo ông Quyền là chắc là ông khỏi rồi, chứ ông Quyền mà chưa khỏi thì ông ốm ngay. Ông không để im lên lần. Tiêm ngay khi nào đấy, chỉ sau đầu tuần hay mấy hôm là Quyền tiêm, nó lấy vaccine tiêm luôn. Vâng. Nó ăn và cũng xuống đây lấy cá lúc thiếu, nó bảo là nó bảo ấy tiêm kháng thể là được, cái loại thuốc kháng thể là được đấy. Đúng rồi. Chữa được đấy. Nên đàn nhà mình với đàn nhà chú ấy là phát hiện sớm, chữa luôn. Thì là tỷ lệ hao nó thấp. Chú đầu tiên là chú cứ thấy kiểu nó ho cho nó long long sốt không ngoài, sau mình cứ nghĩ là chữ ho thế thì cũng không muốn, không bảo ông ấy nữa. Sau đến lúc đấy thì xong bọn cái băng cam xuống, nó khả năng nó say rồi nó cứ giật người là khả năng cẩn thận là về tay xanh đấy, nó cũng không nặng ho. Khi loại đạt trước nó thở ho thì nhiều con nó kiểu luôn mẹ ấy, thì mình này, báo lại nó ngay, nhưng mà thế cuối cùng nó nói thế cái thì mình gọi ông luôn rồi đấy. Mấy hôm đấy là chú liệu chú lo, chú bảo là chết rồi này bị hết. Thế là chính thức là không bị hao con nào ấy ạ? Có đấy, chỉ mới lúc đầu trước ho đợt trước ấy, vừa rồi làm mất một con. Sau vừa rồi xong cái lại bị mất một con nữa, thế đó. Còn bốn con đầu giặt đến giờ khỏi rồi, cái dạng này đấy, kéo nằm đây là con trên đỉnh này, đấy, con này khỏi rồi. Con trên đỉnh này. Đấy. Da nó vẫn chưa cực căng lại đâu, nó vẫn hơi nhăn nheo. Đấy rồi sau con đấy tiêm bị áp xe cổ kìa. Tiêm nhiều, nó xong rồi cứ giống nó chạy nhiều, cựa chạy, lại chọc rồi. Xong rồi phải tương cả B1, với sau cùng mấy loại đấy, này, cả mũi con 45 mũi B1. Thấy là ăn được, thế là tốt rồi, không hao nữa. Chúng ta nhìn khả quan rồi, mắt mũi sáng sủa rồi. Chú tiêm được vaccine xong rồi nó sẽ đỡ hơn. Đây là chú đang lấy liều 100 à? 50 đấy, còn, à? Có hai này, ông đưa còn hai cái này, ông đưa lốt cả. Ừ. Đây là mỗi liều 50, vâng. Hai liều 100. Hai liều 100. Chú 90 con đúng không? Ừ, thì đang tiêm còn mấy con dở, đang tiêm nốt kia, cũng chưa hết, cũng chỉ tiêm 2 cc thôi. Vâng. Theo đúng đây thì nó ở 2 cc thôi, thì mình nhận được. Cháu hôm đấy về xong bắt đầu mẹ cháu bị tai nạn, thế xong là mẹ cháu bị ngã, bị xe ô tô nó đâm. Nó đâm, bao giờ nặng không? Thế là cũng bị chấn thương nhẹ, xong là vào viện nằm. Thế cháu lại về, xong mấy hôm vừa rồi bọn cháu lại cúm. Nên là cháu không xuống được. Hôm nay em rảnh mới bảo xuống xem lợn nó khỏe chưa. Ừ, là ngon. Sau nếu mà chú lấy, chú cứ gọi điện, xong là bọn cháu gửi xe khách về, xong là ra đầu đường đôi lấy. Ừ, ra ngoài đường Đông Nguyên Thái rồi đấy là. Thì chữa hoa cận cái thuốc kia giờ nó to, mình nói giật cái tiêm xong nó nhiều loại. Kết hợp thuốc nó lúc nhớ quên. Thế thì ra nói. Ừ. Vâng. Với lại những trường hợp mà có những con nào nó ốm đau mệt mỏi quá lấy thêm kháng thể về tiêm nó nhanh tỉnh. Đấy, tôi bảo là... Như cái con mà hôm mà nằm ở cái góc chuồng kia là cháu tưởng là nó chết đấy. Đấy, như cái được con ấy nó lại vẫn sẵn sủa, nó không quyệt, không hao người. À. Con nằm ngoài cho ra ngoài không hao. Tại vì nhìn thấy người nó cứ nổi da gà đấy, lên xong bắt đầu là nó sụp lông. Tôi nhưng mà cái kiểu là không hao người, như bọn nhiều con quyệt quả thì nó cứ hao đi. Cái con đấy bây giờ cho vào chuồng chắc không nhận ra nữa đâu nhỉ? À, cứ giờ bên này nó bên này này. Giờ chắc chả nhận ra nữa. Bởi vì hôm đấy nhìn nó xù xù lông nhìn đấy, còn hôm nay vào chuồng là chịu chết. Chắc khả năng con kia. Đấy, con đang lưng. thở rồi à? Dễ cho trong đổng lưng. Thế là bốn con, cả con đấy là 5 con. Thế là cuối cùng sau là may. Cả bốn con kiệt quệ kia. Nó hao kiểu nó người nó xám đi xong nó cứ gầy. Thế sau khi mình nó hồi thuốc nhiều nó ngấm vào xong lại hồi rồi tiêm thêm B1. Thế là nó ăn được. Nói chung là nhìn bóng bẩy mỡ màng rồi. Chú Quyền, đàn của chú Quyền chắc là nếu mà tiêm được vaccine sớm hơn thì khả năng sẽ to hơn đàn này tí. Không, đàn ấy nó bảo nó ở một cái chung nó chỉ 60 cân, nó đều nhiều được, nó được đều nhau, hơn nhau. Chú Quyền chú chăn ít. Vâng. Chú chăn có 50 con nên là chú dễ chăm. Rồi. Thôi đi, cháu đi về luôn đây. Chú tiêm mấy đi nhá, cháu về luôn đây. Có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho cháu nhá.